hai cái mẫu tiếp theo mà em lên cho mấy chị là một cái mẫu siêu hot mới về. Trời ơi, toàn là hàng mới về mà là toàn là những form đẹp không á nha. Rồi ok chưa mấy chị yêu ơi, cái mã này siêu đẹp siêu hot nhà em nha mấy chị yêu nha. Chị nào lấy cái mã này chốt liền cho em ngay là mã 77 giúp em. Mã 77 nha mấy chị yêu ơi, nó gồm có bốn màu, màu xanh minh quá sang chảnh, màu cam đất, màu da và màu xám đen giúp em nha mấy chị nha. Trời ơi, cái form này mà mấy chị tin không, sang chảnh xịn sò đẹp như vậy mà em chỉ sale cho mấy chị có giá là 69.000 một em thôi. Mấy chị thấy nó đẹp mà nó rẻ không? Nó đẹp mà nó rẻ lắm luôn á mấy chị, em nói thiệt luôn á mấy chị, mà đi ra ngoài tiệm chắc chưa mua được cái áo đẹp như nhà em mà có giá siêu rẻ như thế này đâu, em nói thiệt luôn á. Nhiều khi mấy chị mua mắc mà hả giá cao nữa kìa, mua không được đẹp mà là giá cao nữa, em đảm bảo luôn á. Chứ mà những form áo nhà em nha, mặc vào là ôm gom lưng tự nhiên cực kỳ, rất là ok. Form này thì nó không có dành cho ngực nhỏ giúp em ha, ngực nhỏ ngực lép không có mua cái form này. Form này chỉ dành cho ngực xệ, ngực xệ nè, ngực nhỏ với lại ngực to nha mấy chị yêu ơi, còn không có dành cho ngực lép nha. Ngực lép thì không có mặc được đâu, nếu mà chị nào thích mặc thoải mái thì cứ mua. Rồi mã này em sale mạnh luôn cho mấy chị, giá chỉ có là 69.000 một em thôi. 69.000 nha mấy chị yêu ơi, ai đặt hàng á tụi bên lên liền cho em là mã 77 kèm size, kèm màu, kèm cái số điện thoại là có đơn hàng. Hàng nhà em là hàng cao cấp xịn sò, có tên nhãn mác đầy đủ, không phải là hàng gia công, không phải là hàng lên lại nha mấy chị yêu nha. Hàng là hàng thiết kế cao cấp của shop thương hiệu của Quảng Châu. Nên là mấy chị cố gắng nhanh tay chốt lẹ cho em mã này siêu đẹp mấy chị ơi. Mã 77 nha tình yêu ơi, mã 77 sale cho mấy chị giá 69.000. Mua 3 áo mình được free ship luôn. Đặt hàng comment đúng cú pháp giúp em là mã 77 kèm size. Có size 32, 34, 36, 38 và size 40 giúp em nha mấy chị. Mã 77 kèm size, kèm màu, kèm cái số điện thoại cho em, sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn và chốt đơn cho mình ngay khi cái livestream này kết thúc. Nên là mấy chị nhanh tay nhanh chân đặt hàng giúp em nha, tại vì số lượng bên em á về nhiều thì nhiều thiệt, nhưng mà chốt một cái like là hết sập luôn á mấy chị, nên mấy chị cố gắng nhanh tay giúp em nha. Rồi form này mút dày giúp em là 3 phân thôi, mút dày 3 phân. Nếu như mà chị nào mà có, nếu mà chị nào có nhu cầu mà muốn độn thêm cho cái ngực của mình á, nó độ có cái độ đưa ra, có cái độ ngực nhiều á, thì mình thêm miếng độn vô đây giúp em nha. Người ta có may cho mấy chị một miếng lót để trừ hao, khi mà mình không thích mặc mỏng thì mình có thể độn thêm miếng độn mặc dày được luôn ha. Rồi mã 77 giúp em đấy chị ơi, mã 77 giúp em. Đặt hàng thì comment mã 77 kèm size, kèm màu, kèm cái số điện thoại cho em là có đơn hàng nhá. Nhớ giúp em là mua 3 cái bên em sẽ free ship cho mình luôn. Nên là mấy chị mua luôn bảng màu đi, em thấy áo này đẹp quá trời mà, đẹp mà ôm gom nâng nữa chứ, đã vậy nó rất là mềm mại nha mấy chị yêu nha, mềm mại mà sướng lắm, mặc áo nhà em là sướng lắm luôn ha. Đây bên sau của nó là ren nè mấy chị, ren nè, ren phối lưới, trời ơi hàng thiết kế đẹp dễ sợ luôn mấy chị ơi. Bên trong là chất su non ha, có lỗ thông khí giúp em nè, bên trong có lỗ thông khí giúp em ha, rồi có thêm miếng lót trừ hao nữa nè. Nếu như mà mình không muốn mặc mỏng thì mình có thể độn thêm một miếng độn vô đây nữa, mà nó cái chỗ này á là để tinh, tránh cái tình trạng đó là rớt cái cục độn, nên là người ta may thêm như vậy cho mình. Ok chưa? Nên là chị nào lấy chốt liền cho em là mã 77 nha. Áo như không có gọng nha mấy chị, đúc gọng nhưng mà may gọng, mà may gọng đúc thôi chứ mà không có gọng. Trời ơi, những áo nhà em là mua về giặt sẽ không bao giờ bị xà, bị nhỏ, bị hư áo, nên mấy chị cứ yên tâm. Mặc nó mềm mại gì đâu luôn á, mặc mà không gây ngứa, không gây lằn, không gây đau nha mấy chị. Rất là mềm mại luôn. Rồi áo này dành cho ngực ngực xệ, ngực nhỏ nha mấy chị yêu ơi, ngực to, ngực lép, ngực nhỏ đừng có mua giúp em nha. Nếu như mình mua, mình thích cái form này thì mình mua cũng được, thì mình về mình độn thêm vô giúp em. Rồi, mã này comment giúp em là mã 77. 77 kèm size, kèm màu, kèm số là có đơn giúp em nha mấy chị. Trời ơi, những cái form này á là lên nha mấy chị, yêu hiểu không? Hàng của nhà em lúc nào cũng là hàng thẳng á. Xong rồi bao nhiêu ngực á, mình mặc cái áo ngực lên nó sẽ, nó nằm hai bên ngực này, nó sẽ đổ dồn cái ngực của mình về phía trước, xong rồi nó tạo khe rất là đẹp. Mấy chị có công nhận là những cái form áo nhà em lúc nào cũng lên tạo khe và đẹp không? Dù ngực của mấy chị có to nhỏ bé, đi đặt ngực về thì vẫn mặc rất là ok. Những chị nào mặc những cái form mà có gọng á, gọng hoặc là những cái mút dày mà bị cứng ngực hay là khó chịu thì mình hốt em này liền, tại vì em này mút có 3 phân thôi, rất là dễ mặc, dành cho những chị mà đi sửa ngực nè, đặt túi nè, những chị ngực to nè, rồi những chị mà ngực bị xệ nè, bị nhão nè, là mặc form này lên là đảm bảo xuất sắc mấy chị ơi, xuất sắc lắm nha. Rồi ok, mã 77 đặt hàng nhớ giúp em mấy chị ơi, cú pháp đúng nha, là mã 77 kèm size, kèm màu, kèm cái số là có đơn hàng, em đang sale với giá là 69.000 một áo thôi, mua 3 áo là mình được free ship luôn, nên là nhanh tay nhanh chân đặt giúp em. Hàng nhà em là hàng thương hiệu nhãn mác đầy đủ nên mấy chị cứ yên tâm, không phải là hàng chợ.